cái này không phải cái này Dạ, em xin chào quý vị khán giả, quý mạnh thường quân đang xem trên kênh Quý Sa Tộc. Dạ thì em mới vừa đến chùa Giáng Kiểu, nơi mà Hỏa Thiêu hai vợ chồng bị tai nạn xe qua đời, bỏ lại ba đứa con. Thì bây giờ đây em đang đứng trước cửa chùa để mà đón xe tang của hai vợ chồng. Thì cái vụ việc mà xảy ra rất là đau lòng ở chợ Đại Tâm. Đây là trước mặt của cả nhà là những người ba người con của anh chị 38 tuổi qua đời. Thì trong xe thì gồm có là gia đình ông bà nữa. Thì quan tài ở phía sau cả nhà. Nơi đây thì cũng rất là đông bà con rồi shop nghiền đồ rất là đông luôn, người ta rất là quan tâm luôn, tại vì anh sống là một người hai vợ chồng sống rất là hiền hậu, rất là nhiều người thương yêu. Và khi mà làm tang lễ thì người dân đến rất là đông, đến để mà chia buồn và cầu nguyện cho hai vợ chồng ở trên cao sớm được siêu thoát. Đây là phía sau của chùa Giáng Kiểu nha cả nhà. Thì từ ở nhà của anh chị vợ chồng thì cách khoảng 5-7 cây số cả nhà, cũng không có quá xa. Phía trong là chùa Giáng Kiểu rồi. Còn đây là lối đi vào, tài xế chạy rất là chậm luôn. Vừa rồi thì em quay một cái đoạn clip trước đó là đưa trọng quan. Clip này là di quan đó cả nhà, di quan vào chùa. Này rất là quan tâm đến câu chuyện của hai vợ chồng bị tai nạn. Ê! Ồ, trong đây là cái chợ hả? Ở trong đây là cái chợ đó ta. Dạ dạ, chở anh. Xe mà chở Háo Quang chạy rất là chậm luôn cả nhà ơi. Hình như là đã bốc mùi rồi cả nhà. Trong nhóm anh em thì ai cũng nghe được mùi, tại mấy ngày cỡ một tháng nay em bị bệnh sổ mũi á. Thì trong chiếc quan tài có liền dây chì phía ngoài quan tài có liền ba cục dây chì. Sắp đến rồi cả nhà. Anh em vừa chạy xe vừa cầm gimbal quay luôn đó nha. Mấy anh em chạy theo để kịp cái giờ quay cho cả nhà xem kỹ, rất là khó khăn. Còn anh này thì cầm một tay hai máy, bên kia cầm cái Google đó.
Ở đây là gia đình. Hết ngang luôn rồi. Ngã cái đấy lên nhau rồi. Rồi. Này phải kiên sát như trong luôn. Rồi để ra. Bỏ lên đây, bỏ đầu lên đây. Để đầu lên rồi ra, không vô. Này hậu lên trên nhảy cái đầu kia nó mới dán rồi. Mình rút ra sao ai cũng đưa lên mà ai cũng đưa lên. Rồi, xích qua đây chút đi, cho nó ra. Xích qua đây chút. Con ra cái rồi biết cái được rồi. Ừ, đó, đó, đó. Rồi, nhà này coi cho đây. Có người nhà chứ, cạnh chứ. Coi coi đây chứ. Kia kìa. Giữa cái. Ngay giữa là để coi. Sang cái mình đây rồi. Bên kia, bên kia. Đó là đó. Đó là đó.
bây giờ là thứ ba của mình lên thì em dẫn vào anh đi ra đúng rồi một bên cái chỗ xảy ra nhờ đến thắp hương cho anh chị đây là người đến hương trước khi quả tán người nào người ấy cũng đều vân vân là khác nhau thương cho ba cũng là mọi thứ nghe thơ có nghĩ gì đâu có gì nhớ trai cũng chưa biết cái gì nhớ kiếp sau nhớ lần con nhớ là vợ quá đông luôn cả nhà ơi, quá trời luôn, nên chú quá chồng họ đến thắp hương trước khi mà hỏa thiêu á, nghe cả một khúc lộ luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Mong rằng như vậy. Cầu nguyện cho anh chị là sớm được siêu thoát, rồi phù hộ cho ba đứa nhỏ luôn thật nhiều sức khỏe. Cầu mong cho anh chị mau được về nơi chốn vĩnh hằng nữa cả nhà. Vì cuộc sống hy sinh mà anh chị đi rồi bị đi kéo cá kéo lưới thì gặp nạn. Không ai qua đời bỏ lại ba đứa con, nhìn xót xa lắm cả nhà. Thì mới để chỗ mấy ông kia kìa đang chúc ông Năm rồi.
Nó đâu có biết gì đâu, nó mẹ con vô đó rồi chừng nào ra. Trời ơi, vô quan tài hả con? Miền Tây mà đỡ. Thắng miền Tây mới thấy nè. Thấy trong hình không à? Mấy nó hỏi nhìn á. Mẹ con vô đó rồi chừng nào mẹ con ra. Mẹ tôi. Ai mới đấy mẹ sao kìa? Mày ngàn mày ngàn đấy. Quá trời ơi. Vậy, vậy anh sẽ làm anh. Nó không biết á. Nó cứ nghe mẹ vô vô mẹ vô đó. Người á. Nó hỏi chừng nào mẹ con ra. Qua kêu qua kêu qua kêu. Ê, vô vô. Rồi. Em đi luôn. Trời ơi. Để đi. Để đi. Lấy lại đây. Em nước suối đến để cho anh em uống luôn kìa. Đây là phần tin cho chồng của nhau. Để vô đi, để vô lại đi. Đồ hả? Lát trời vô luôn. Để vô. Đừng chạy. Thấy luôn. Không chạy lại như nào ông đốt và ông đứng mình luôn. Đốt đừng thấy lại. Đem đồ rồi thấy vô luôn. Đừng thấy lại. Cái đồ nãy giờ nó chắc lung hết trơn nè. Chạy chứ nữa, chạy là đồ này là đồ ở nhà chú Dạ. Cũng như là trong thao đó, đồ ướt. Chạy đi gỡ mình nguyện ông bà được rồi.
Đúng rồi, đại kêu nó. Sao đọc kinh, để hai cặp. Để hai chồng đọc kinh đó bạn. Hai chị em muốn ngồi ra thở trong tuần lễ mai, hai chị em ngồi vừa đào con hẻm vừa tan thở. Hôm qua em là lại cái cờ chuyển giới luôn, tại vì đi Sóc Trăng á là các bệnh nhân cha ghé lại cái chế nó cô như bay mà. Rồi chế em nói là ghé hồi đi hai chồng giờ hồ cho em đi. Chế bảo là thôi để chứ đang kéo cá lồng tâm hơi nhiều để hết cá hay làm hồ. Nó đòi đi Bình Dương hoài mình cứ khuyên nó đó. Trình dành tới nè, nó trong kinh sát bên nhà. Đây là anh chị Thang á. Nó đợi là mình đương làm đó, mình làm ở đây đi, đồng ăn đồng cắt ăn cắt gần con cái mình đi xa bỏ con lại ba đứa nó chỉ ở dưới ngoại đó, rồi nó đi làm nó đừng có đi, mà ở đây đi, mà ở đây gần con đi, mười được 10 nhà thì ăn 10 nhà đi, mày đi chi công nghiệp nó lắm. Người chồng nó mới đi xuống gãy giờ gãy em á, mới hai ba ngày nay à. Chế hai chồng đi làm cho nó để tao kéo cá lồng tâm mấy gà kéo có để kéo vài bữa nó đi rồi chứ qua làm, tại tao chặt tiên gần bên mà. Rồi vài bữa tao qua tao làm cho mày. Nó mới nói hai chị em mới ngồi nói chuyện ngày trước rồi qua ngày sau là đi sao là ba chị để nó đi. Đi bỏ ba đứa nhỏ chắc anh chị cũng không có an lòng. Nó nhà thì nó lao mặt cho vợ nó, vợ mắt nó đâu có nhắm, nó còn bên nó đâu có nhắm. Còn một bên không có nhắm hay gì? Nhắm nhưng mà nó không có khích, nó hí. Ồ. Chị cũng còn cái nỗi lòng nào đó mà chưa có làm xong á. Lao đồ cho vợ chồng nó còn nó tháo trong họng trào ra không. Trời ơi. Hai chồng á. Tại vì em lao chùi cho hai chồng nó thay đồ luôn đó. Nghe mà sợ. Đi giái cho đi hình thảo hộ con nó đi. Chị là em á chị? Không, lối xóm. Con của bác Xui á. Dạ. Trong cái thời gian mà gần nhất đó, gặp hai vợ chồng đó là mấy ngày vậy chị? Cách đây cũng cỡ 4-5 ngày đó. Bốn xuống gãy kiếm xã tôi dụ nuôi gà nuôi gì đó. Rồi 4-5 ngày là còn thấy anh chị. Hai ba bữa nó trước đó là nó buồn, nó cũng mê, nó buồn, nó không có nói chuyện nha hết trơn. Sao mà nghe nói mấy nói với mấy đứa nhỏ tao nói mặc đồ tan gì đó hồi nãy nghe. Lúc ở nhà. Dạ. Lúc vợ như buồn quá thôi, không biết làm gì con cái chứ là nổi lên con cái không. Nghe nói mà đáng sợ thật. Cũng như là một cái điềm báo trước kia đó trời. Nhưng mà đứa nhỏ mà sao biết được. Như là lúc trước khi mắc là chị buồn đầu lắm. Không có tâm sự đó mà, tại vì mình không có muốn gia đình, mình không có hỏi nhiều gia đình ta. Mà chị em cũng có lời chia sẻ với chị em. Mà buồn phiền là cũng chia sẻ đâu chứ chị, là thường thường là hay có chuyện buồn chia sẻ chị. Thì cũng vòng vòng lối xóm với nhau mà chị em thì khuya 4-5 giờ là uống cà phê quán nhà bà ngoại cái tắm cà phê đó. Thì lại uống cà phê gì đó rồi tâm sự thì chị em thì khổ gì đó, tâm sự với nhau gì đó. Cái nhà thì những cái điềm báo mà báo với mấy đứa con thì con của anh mới 13 tuổi cũng không có biết, mà khi mà sau khi mất nghe kể lại thì rất là sợ. Bữa nay là chị cũng đem những bộ đồ của anh chị cái chiếu để mà hỏa thiêu luôn theo anh chị để xuống dưới để một chút xíu nữa hỏi thầy Tụng rồi mình mới biết đường. สัตตังเยยังสัมมาเมสสะมะเตจุตตะปะกะระยังจังนาเกยังจังนาสัยตาโกอะยะเยยะจิโลนะจิตาเนติกาโยนะนะสังโลกเมียนตังโดยนังลาติงอัปสังเตปะเทียงทองตังเมอะไตสะกะทองตะไตเทวะเตทองตะจะตะโลกัมมะทองสะไดจึงไรทองเทวะตะ
tâm lai phong niệm tận chân thượng tâm lai phong tại chi nhã tâm lai phong bồ tát tâm niệm phía sân trâu tâm lai phong a tâm lai phong cho anuvat tâm niệm thế con ao phan bồ tát ni dân nhâm tâm lai thế lu anuvat tâm niệm ruột thai cơ sở hoài phan ta nô sự cây sắp mang sự cây chấm ran o ca chi du ông quay đầu a hiệp cho chọn đại nha đi nạp phần đẩy phía sang thang hay cho hãy chẳng đi rồi cũng mới làm lễ xong ha. Dạ lễ cầu nguyện rồi lễ cầu nguyện xong này cũng đi được đã lâu lâu luôn hai nó tới à anh cái lò thương bên kia à, anh kia anh xuống gấp dữ lắm luôn anh rồi con nó rớt xuống luôn anh ơi miếng này đây nhìn nguy hiểm lắm anh rồi thôi ông này cũng khá là lâu đời rồi bây giờ cũng chưa có tu sửa đâu lại được á máy quá trời máy máy quá trời quá một cái này mà. Nhờ trời nắng quá chứ trời mưa là không biết như thế nào luôn lắm lửa cái đang lại sợ nó ướt máy nó đùng đùng mình đứng ở dưới không ngủ sợ cái đó này đó mà nó đứt xương ra ngủ chung toàn ten cho anh luôn nãy giờ mình mới phát hiện ra nên là trong lửa luôn lửa lửa luôn anh cái nắp rồi anh cái nắp nát hết rồi cái nắp rồi kìa có được lành lặn cái chùa này cũng lâu rồi có tu sửa lại á những cái máy trên nó đông đưa sợ lớn luôn cả kìa miếng bự trà má trên cái nóc này trời mưa thì ở dưới này ướt hết luôn. Em cũng có thấy nhiều cái ngôi chùa xuống cấp rồi khi mà đăng tải lên thì nhiều người ta muốn là tu sửa lại để mà cho nó được khang trang đang làm những cái việc thiện á. Hôm nay vô thấy cái chỗ quả thiêu quả thiêu kiểu rồi, này thì kiểu này bên bãi cũng đốt nhưng mà đóng lại cái lò này chắc lâu đúng rồi gạch nó muốn xuất ra luôn rồi nó bùng rồi luôn ở đây như người mẹ mẹ không có đầy nó không để tiếp nha đây có nhà nhưng mà nó hơi thưa nắp quá xá cái nắp cái 3 tiếng kia thì chắc mới không lớp là kim này phòng cái gì cũng có bác chạy không biết điểm bác chạy nó đổ tát ra ngoài không bác nó đổ tát rồi nó bị hơi đây là theo mã tán theo phong tục của người năm không hết nói là nhiều bỏ cháy nhanh lò này nó bị lủng lỗ đầu kính rồi nó đâu có nóng gió ở ngoài khói này mình kia kính hết mình đây đây lò cũng đã được con lửa đã cháy rồi cả nhà ơi giờ khói lên rất là lớn luôn cả nhà cái lò bên đây bệnh máu hơn bên đây nè lò nào mau hơn chú? Chú lò nào mau hơn chứ? Bên đây lò bên đây nó mau hơn bên đây. Ủa sao thấy nó đâu có kính hơi gì đâu? Tại biết sao lò nó cái nó là ta xài nhiều nó xài nhiều quá. Tại biết sao lò mấy ống cái kia nó lâu.
ví dụ bên đây có 2 tiếng, bên đây khoảng từ 3 tiếng, 4 tiếng, nó chậm vậy đó. Mình của nhà nước làm đó, đâu có phải giống mình làm không bằng ta đâu vậy. Làm một hiểu với nhau thì mà bên đây nó được chậm lâu hơn. Dạ, nó cái lực cái cánh cửa nó hư rồi lửa nó ra ngoài làm ảnh hưởng tới ton luôn. Không có ton lủng hết. Cửa thì cửa thiệt mà đâu có gì đâu. Không có gì hết. Nhìn thấy lửa nó bung ra ngoài thấy nguy hiểm quá. Tại vì sao nó làm bên đây nó hút gió hơn, bên đây không có hút gió thì sao nó bên đây phạm lên đâu. Nên nó lên khói mạnh hơn luôn ha. Nhà thấy lửa kinh điển cả nhà. Cái lò này cái lò cũng lò thiêu thế kỷ gì cả nhà. Phải toàn mấy gì đứt hết rồi. Xuống giờ cỡ 1.5 ngang dài cỡ 3 mét rồi. Đúng rồi, nhảy tì tì quá. Một cái là ít nhất từ 4 ngoài chuyện. Dạ. Mà hợp đồng là bao nhiêu năm? Dạ. Rồi muốn ra chăm sóc nữa. Cái đó là cái mình không có nói, mình nói chỉ cái chỗ nằm thôi, là nếu mà 15 năm thì nó 40. Dạ. 20 năm thì nó khoảng trên 40. Cái đó là nói chung là trong cái nghĩa trang là những tì tiều trong quê mình thôi đó nha. Còn mà lọt cái Sài Gòn á, từ 50-60 trở lên cả trăm. Nổi luôn, đưa đi vô. Cái đó là có mà, chứ đâu phải là không có. Thật sự. Ơi. Dài nổi là càng ngày đất, càng lên giá. Đất bây giờ nó càng ngày nó càng mắc. Một cách tốt nhất là đem quả thiêu rồi xong ha. Đấy, hồi 2 năm rồi cháu nó cũng mất ở trên Sài Gòn nên về đây rồi mua đất ở trong thôn quê không là tầm 10 mấy triệu, là cái đó là mình mua ở trong ruộng đâu có ngoài. Còn nếu mà nằm trong nhị tỳ thì giá nó còn cao nữa, còn khác nữa. Nên là mấy cái vùng đất gần nội ô rồi đó nó cũng các giá khác nữa. Cái giá đó là không có mua vĩnh viễn nổi đâu. Chỉ có mình mua tạm thời 10 năm, hợp đồng 10 năm, 15 năm, 20 năm nó có nhiều quý cho mình để chọn lựa. Lúc đó cũng tới thời hạn rồi phải lấy cốt thôi. Đúng rồi, lấy cốt còn trả nền chứ. Cái đó là mình giao dịch hợp đồng. Rất là cảm ơn anh đã chia sẻ. Thật sự chứ cái này khoảng quả thiêu này khoảng cỡ tầm 3 tiếng rưỡi 4 tiếng bắt đầu người nhà được đem ra ngoài để mà đem vào chùa gửi thầy cốt thôi. Ông bố nhìn con tên mình để tờ bài không xúc bài trong.
Kita bisa